Sao trên đời này có loại con dâu như cô vậy chứ? Đi đi. Ây đã. Ai cho phép anh được đụng tay vào người của chị tôi như vậy hả anh kia? Liệu hồn nên biết đâu là giới hạn của mình đi nha. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát tới để cầm đầu anh lại đó, nghe chưa? Tôi biết rõ từng chi tiết nhỏ của anh ấy.